ba nụt. Lên đây không? Suy nghĩ kỹ chưa? Ba nụt ơi. Ba nồi rồi nhá. Đồi đây nữa chứ. Rồi xuống nè. Dạ. Chú, ngồi xuống chú. Ừ. À. Không, cái này là riêng. Khỏe. Xuống ở nhà đẹp quá ta. Để tụi tao chơi cái trò gì rồi quay lên. Rồi lấy 2 từ 3 thôi. Nè xe có anh đi nữa không? Xe có anh đó. Nhậu đi, nhậu đi, nhập tiệc đi, vô bàn đi, vô bàn đi. Nhập tiệc đi, vô bàn đi, vô bàn đi. Theo quay kìa. Quay chủ nhà coi cái mặt thấy ghét không? Đừng có cạc. Đi vô đi. Vô đây. Tao làm vô đây coi. Vô hết vô đây. Vô đây đi. Đứng hoài. Quay thêm luôn, muốn quay thêm luôn. Đó, anh em ơi, bữa nay đại diện nhà nhiều người Hải Phân về Tiền Giang ăn đám giỗ ha, nhà ông Mẫn Heo ha. Vô đi. Đi nhà mới mà. Không đại diện đi. Bây giờ chủ nhà với đại diện. Anh em bắt đầu nhập tiệc. Hai ba vô cái coi lấy hình với coi. Vô vô. Anh em nhập cái coi. Nhập đi. Được chưa? Bữa nay vô làm ăn cơm cứu ông già. Ừ. Rồi, mời anh em Hải Sơn. Rồi rồi, bé à. Ở Tiền Giang nha. Ừ. 1, 2, 3, vô. Nó ghê không? Nó bé xíu rồi. Mấy con? Đúng chưa? Rồi lắm rồi đi. Cái cây này đủ rồi đó. Cây đủ. Còn bưng cái cây đều đủ vậy thôi. Để tôi. Cứ vậy không? Buồn lắm. Tiếp. Xuống luôn đi. Xuống luôn đi. Lấy đi.